Em xin kính chào các thầy, quý thầy cô, các quý vị đồng nghiệp ạ. Các thầy cô có nghe rõ không ạ? Chúng tôi nghe được, xin mời bạn trình bày đấy. Vâng, bệnh viện Đa khoa Phường Nối xin trình bày bệnh án hội chẩn trực tuyến ạ. Hành chính bệnh nhân nam 75 tuổi, thời điểm đến khám là ngày 14 tháng 5 năm 2023, lý do đến khám là khó thở và tức ngực. Bệnh tiền sử bản thân thì bệnh nhân chưa phát hiện bệnh lý tim mạch mãn tính. Bệnh nhân uống rượu khoảng 0,5 đến 1 lít trên tuần, gia đình thì khỏe mạnh, chưa phát hiện bệnh lý mãn tính. Bệnh sử khoảng 3 tháng nay, bệnh nhân thấy tức ngực trái từng cơn không lan, không vã mồ hôi, mỗi cơn khoảng 3 đến 5 phút, không liên quan đến kháng sức, cảm giác khó thở nhẹ trong cơn, kèm theo thỉnh thoảng bệnh nhân thấy hồi hộp chống ngực, khó thở khi kháng sức nhiều. Nay số cơn tức ngực khó thở tăng hơn bệnh nhân vào viện. Khám lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, khó thở ni A2, đau ngực trái không điển hình, không phù, không xuất dưới hạn, dưới da, da niêm mạc hồng, củ mạc mắt vàng nhẹ, mạch 86 lần trên phút, huyết áp 110 trên 70 mét thủy ngân, SpO2 100%, cân nặng của bệnh nhân khoảng được 50 kg, tim loạn nhịp hoàn toàn, phổi dì dào phế năng rõ, yết gian ẩm đáy phổi trái, bụng mềm không trướng, nắn tức thượng vị không có phản ứng thanh bụng, cận âm sàng điện tim lúc vào của bệnh nhân có rung nhĩ, tần số thất khoảng 86 chu kỳ trên phút, có ngoại thông số thất trùng 3, không có biến đổi STT. Bệnh nhân được đeo Holter điện tim 24 giờ, kết quả là rung nhĩ trong suốt thời gian đeo Holter, tần số tim trung bình khoảng 73 chu kỳ trên phút, nhanh nhất là 151 chu kỳ trên phút, chậm nhất là 37. Ngoại thông thu thất số lượng ít đến vừa, có khoảng 6.000 ngoại thông thu thất chiếm khoảng 6%, có những lúc xuất hiện trùng đôi, còn lại đi đơn lẻ. Khoảng RR dài nhất là 2,8 giây, có nhiều lúc khoảng RR trên 2,5 giây. Dung nhĩ chậm chiếm khoảng 13% và dung nhĩ tần số nhanh chiếm khoảng 5%. Đây là kết quả Holter điện tim của bệnh nhân. Đây là những ngoại thông thu thất trùng đôi. Và đây khoảng RR dài nhất của bệnh nhân là khoảng 2,898 giây. Bệnh nhân siêu âm tim có thất trái giãn DD61, chức năng thông thu thất trái giảm, EF Simpson 30%, hở van hai lá vừa, hở van ba lá vừa, giảm vận động vách nguyên thất về phía đáy. Màng phổi thì chỉ có ít dịch, ít quang tim phổi, bóng tim to và siêu âm bụng thì bình thường. Đây là hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân ạ. Đây là xét nghiệm máu của bệnh nhân lúc vào, lúc ra viện. Lúc vào bệnh nhân thì có Gray hơi tăng một chút, mà men gan hơi tăng, bilirubin toàn phần và bilirubin trực tiếp hơi tăng. Men tim của bệnh nhân làm hai mẫu thì là 16,2 và 13. Chẩn đoán của bệnh nhân là suy tim F 30%, dung nhĩ, cái đau thắt ngực không ổn định, ngoại thông thu thất, tăng men gan và bệnh trong ngực dạ dày thực quản. Điều trị ban đầu của bọn em lúc vào viện là dùng Lovenox 0,6 ml, hai bơm tiêm dưới da mỗi lần 5/6 bơm, cách nhau khoảng 12 giờ. Upedio 50 mg một viên trên ngày, Vinzix 20 mg nhân một ống trên ngày, Spironolactone 25 mg hai viên trên ngày, Vincerol 1 mg một viên trên ngày, Atorvastatin 1 viên trên ngày và Omeprazole 1 viên trên ngày và các thuốc giải độc gan. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân không có cơn đau ngực, đi lại sinh hoạt bình thường, không có cơn khó thở, huyết áp theo dõi duy trì đều từ 110 trên 70 mét thủy ngân, xét nghiệm creatinine bình thường, nước tiểu thì bệnh nhân đi tiểu bình thường nhưng không đo số lượng. Tiếp bọn em quyết định tăng liều điều trị Upedio lên 50 mg hai viên một ngày, giảm lợi tiểu xuống Vinzix 40 mg 1/2 viên trên ngày, Spironolactone 25 mg hai viên trên ngày, Vincerol 1 mg trên ngày, Atorvastatin 10 mg một viên trên ngày. Tình trạng ra viện của bệnh nhân là bệnh nhân tỉnh Gray 15 điểm, không có cơn đau ngực, không có thở, sinh hoạt bình thường, mạch 66 chu kỳ trên phút, huyết áp 110 trên 70 mét thủy ngân, tim loạn nhịp hoàn toàn, phổi không gian, bụng mềm, IR lúc ra viện bệnh nhân là 2,01 và chức năng thận bọn em làm lại bình thường. Bọn em có một số câu hỏi là điều trị hiện tại của bệnh nhân này đã đầy đủ và hợp lý chưa? Thứ hai là việc kiểm soát nhịp ở bệnh nhân này, bệnh nhân có dùng được các thuốc về dòng ức chế beta giao cảm không? Và các xét nghiệm cần làm thêm ở bệnh nhân này ạ? Một cái bệnh án cũng nội khoa rất là hay. Xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng khoa khám bệnh, tư vấn cho các bạn. Dạ vâng ạ, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, chủ trì buổi hội chẩn ngày hôm nay, và kính thưa các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Xin cảm ơn cái bệnh án rất là chi tiết của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 75 tuổi, đúng không? Không có cái tiền sử bệnh tim mạch từ trước và vào viện lần này vì cái triệu chứng khó thở và tức ngực là chủ yếu. Các bạn đã khai thác rất là chi tiết các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân khi vào viện. Thì lúc đầu vào viện thì bệnh nhân có cái triệu chứng đau ngực mà theo mô tả của các bạn thì cái triệu chứng đau ngực là điển hình nhất khi mà các bạn tiếp cận bệnh nhân. Thì
vì các bạn cũng đã khai thác được cái triệu chứng lâm sàng đó, nên các bạn đi vào cái hướng là ta đi chẩn đoán làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết như là điện tim, siêu âm và các cái xét nghiệm để đánh giá yếu tố nguy cơ về tim mạch của bệnh nhân. Các bạn cho chạy cái slide cho mình. Thì ở cái điện hình ảnh điện tâm đồ thì bọn mình thấy có cái hình ảnh bệnh nhân có rung nhĩ và có một số cái rối loạn nhịp thất. Tuy nhiên thì ta cũng chưa loại trừ được có cái dẫn chuyển lệch hướng ở đây không. Trên siêu âm tim thì chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái thất trái giãn và có giảm vận động vùng, đúng không ạ? Ở đây cũng không có hình ảnh động. Tuy nhiên thì cái vách liên thất có vẻ là cũng giảm vận động và chức năng tim thì giảm. Các bạn đánh giá được chức năng tim EF được khoảng 30% thôi. Như vậy là suy tim có phân suất tổng máu giảm. Cái xét nghiệm máu khi tiếp cận ban đầu của các bạn á, thì ta thấy là có cái các cái chỉ số thì chức năng thận hơi tăng, men tim tăng một chút và troponin, các men tim tăng, troponin ở cái giới hạn tại cái tăng ranh giới đó. Nổi trội ở cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy là có một cái triệu chứng đau ngực tăng lên, và trong khoảng 3 tháng nay thì cái ngày nhập viện là bệnh nhân có triệu chứng đau ngực tăng lên. Thì chính vì vậy mà cái chẩn đoán của các bạn đưa ra đó là một cái tình trạng suy tim, theo dõi bệnh tim thiếu máu cục bộ và có rối loạn nhịp. Thì có 3 câu hỏi các bạn đặt ra. Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề điều trị. Thì điều trị thì dựa vào cái vấn đề định hướng chẩn đoán của các bạn. Thì lúc đầu vào ta nghi ngờ đến cái vấn đề mạch vành mà các bạn nghĩ là có một cái cơn đau thắt ngực không ổn định. Thì do đó các bạn có điều trị, cho mình cái slide về điều trị. Dùng Lovolox ngay từ ban đầu. Nhưng thực ra ngay từ ở cái bệnh nhân này ấy, nếu mà bệnh nhân lúc các bạn vào mà mình nghi ngờ đến cái vấn đề và bệnh nhân có cơn đau thắt ngực mà dữ dội như các bạn chẩn đoán á, và men tim ở giới hạn bắt đầu có xu hướng tăng, thì nếu như có điều kiện nhất thì chúng ta nên cho bệnh nhân chụp động mạch vành sớm. Khi mà ta xác định được rõ cái tổn thương của động mạch vành là có cần phải can thiệp hay không và tổn thương động mạch vành ở mức độ nào, thì cái chiến lược điều trị nội khoa của chúng ta thì rất là rõ ràng. Vì ở bệnh nhân này thì rõ ràng là hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Bệnh nhân có cơn đau ngực thì điển hình, có siêu âm thì có giảm vận động vùng, men tim thì bắt đầu có tăng ở cái ngưỡng ranh giới, thì bệnh nhân có cái chỉ định là phải chụp động mạch vành, chụp được mạch vành, trong khi mà tình trạng suy tim thì của bệnh nhân cũng khá là ổn, không có suy tim mất bù quá. Thì bệnh nhân này mình chụp được mạch vành sớm thì mình sẽ xác định được cái tổn thương sớm, bệnh nhân có cần can thiệp động mạch vành hay không. Hai cái hướng điều trị nó sẽ khác nhau. Nếu như bệnh nhân có phải can thiệp động mạch vành thì các bạn ngoài dùng các cái thuốc chống đông thông thường, ở đây ta đang dùng kháng vitamin K, thì ta sẽ cần phải dùng thêm cả kháng tiểu cầu kép hoặc kháng tiểu cầu và kháng tiểu cầu kép và các cái thuốc về mạch vành tối ưu hơn nữa. Còn nếu như mà bệnh nhân không có tổn thương về động mạch vành phải can thiệp thì ở đây các bạn dùng kháng vitamin K là được rồi. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân không có tổn thương động mạch vành thì hai cái hướng điều trị nó sẽ rất là khác nhau. Với cái trường hợp này tôi nghĩ là ngay từ cái xác định ban đầu của mình ạ, nếu mà được trong cái tình trạng bệnh nhân huyết động ổn như này thì ngay từ ban đầu mình sẽ cho bệnh nhân đi chụp động mạch vành trước để xem cái tổn thương ở những mức độ nào, thay vì là trong 5 ngày đầu các bạn cứ loay xoay vì với cái điều trị suy tim và tình trạng suy tim của bệnh nhân thì cũng không đến nỗi nào, huyết động thì rất là ổn. Đó, về cái điều trị lúc đầu thì xử lý ban đầu thì tôi có một cái ý kiến như vậy. Thì còn lại là cái phác đồ điều trị suy tim của các bạn thì các bạn đang dùng ngay ở cái lúc đầu điều trị suy tim thì ở bệnh nhân này là tình trạng suy tim có phân suất tổng máu giảm, thì ta điều trị theo đúng khuyến cáo thôi với 4 cái tứ trụ điều trị cơ bản trong suy tim, đó là lợi tiểu này, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Ở đây các bạn dùng Uperio cũng tốt rồi, chẹn beta, còn thiếu chẹn beta và cái nhóm SGLT2 cũng là một trong những thuốc chính để điều trị suy tim với khuyến cáo 1A. Thì ở đây các bạn chưa có thì chúng ta có thể cân nhắc. Cái câu mà hỏi về thứ hai ấy, thì chúng ta cũng trả lời luôn ở phần điều trị đây là các bạn đang băn khoăn về việc là mình có sử dụng chẹn beta trong cái trường hợp này không. Thì ở trong trường hợp này bạn quay lại cái điện tim của các bạn ấy, có rung nhĩ với tần số thất là 73 chu kỳ một phút.
Tần số thất là 73 chu kỳ một phút, thỉnh thoảng có vài cái, có một vài cái ngoại tâm thu thất. Ta cũng chưa loại trừ là có dẫn truyền lệch hướng, mà nhất là trong trường hợp này thì ta cũng nghi ngờ là có vấn đề mạch vành. Thì việc các bạn sử dụng chạy meta là có thể sử dụng được. Lúc đầu thì ta có thể dùng cái liều thấp thôi, sau đó ta sẽ tăng dần liều lên và theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân với điều trị để đạt cái liều tối ưu cho người bệnh. Thế còn lại là về điều trị thêm thuốc thì ta thêm chạy beta với liều thấp, sau đấy tăng liều từ từ để đạt cái liều đích cần thiết. Cái thứ hai là các bạn bổ sung thêm cái nhóm thuốc SGLT2 vào trong cái phác đồ điều trị suy tim này. Cụ thể là mình có thể dùng Foxiga hoặc là Zardian thì tùy theo cái cơ sở y tế của các bạn có cái thuốc gì thì ta nên bổ sung, vì đây là cái khuyến cáo 1A đấy, nó là một trong bốn cái thuốc chính trong điều trị suy tim. Bạn quay lại cái slide điều trị tiếp thì có những cái thuốc khác các bạn đang sử dụng ở đây thì là các bạn đang vẫn điều trị theo cái hướng về mạch vành đúng không ạ? Các bạn có cho sử dụng cả mỡ máu này, rồi bảo vệ dạ dày, rồi hạ men gan, giảm men gan thì cũng là những cái thuốc phối hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn nhấn mạnh là bởi trường hợp này thì cũng là một cái bệnh án cũng không quá phức tạp, một tình trạng suy tim mà ta chưa phân định được là có tổn thương mạch vành hay không, thì ngay từ ban đầu tôi nghĩ là mình nên xác định được cái việc là cho bệnh nhân đi chụp mạch vành sớm để mà mình tìm được cái nguyên nhân và cái hướng điều trị của mình nó sẽ rõ ràng ngay từ ban đầu. Về vấn đề câu hỏi thứ nhất của các bạn là điều trị có cần bổ sung hay gì hay không thì tôi có một vài ý kiến như vậy. Câu hỏi thứ hai là có điều trị thuốc chạy beta hay không, thì tôi nghĩ trong trường hợp này các bạn nên sử dụng thuốc chạy beta về cái khởi đầu liều là ta dùng cái liều thấp thôi, do đó sau đó ta sẽ tăng dần liều lên. Về vấn đề nhịp thì trong nữa tôi sẽ xin đi thêm ý kiến của các chuyên gia về nhịp, vì nếu mà bạn có thêm một câu hỏi về nhịp. Câu hỏi nữa của các bạn đấy là có cần làm thêm cái chỉ định gì ở cái bệnh nhân này. Thì thực tế ra thì các bạn cũng đã làm khá đầy đủ rồi. Có thêm nữa là nếu như được thì các bạn làm thêm một cái xét nghiệm phổ PNP để ta xác định cái tình trạng suy tim lúc vào, xem là mức độ suy tim của bệnh nhân lúc vào nó như thế nào và cái tiến triển sau đấy có ổn hay không. Bởi vì lúc vào thì bệnh nhân còn đi ha-hai thôi, bệnh nhân cũng không có khó thở nhiều, chủ yếu là nổi trội vẫn là cái triệu chứng đau ngực. Vậy thì tóm lại của cái bệnh nhân này thì cái hướng điều trị, cái hướng xác định chẩn đoán ban đầu của các bạn thì khá là ổn đấy, đúng, nhưng mà cái hướng điều trị thì tôi nghĩ là mình cũng hơi bị chậm một chút trong cái việc mà mình xác định cái việc chụp mạch vành cho bệnh nhân thôi, thay vì là mình cứ điều trị về suy tim và cứ băn khoăn về cái rối loạn nhịp ở bệnh nhân này. Thì tôi nghĩ là mình sẽ đi được đúng hướng thì cái thời gian mà ta xác định được cái vấn đề mạch vành và điều trị cho bệnh nhân nó cũng ngắn hơn, và cái quá trình mình nằm viện nó cũng không cần phải kéo dài quá. Nên đây là một vài cái ý kiến bổ sung của tôi ạ. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy. Anh Tuấn có ý kiến gì không? Về cái beta lock với cả cái khoảng kéo dài. Vâng, kính thưa anh Hiền và các quý đồng nghiệp, thì mình có xem cái điện tâm đồ các bạn chiếu thì khả năng cao đó là một cái dung nhĩ và có dẫn truyền lệch hướng. Thế còn với cái khoảng RR mà xảy ra đó, thường như em thử xem cái khoảng RR nó xảy ra vào ban ngày hay ban đêm. Thường thì nó hay xảy ra vào ban đêm vì lúc đấy cái trương lực khó giao cảm nó nhiều hơn và nó gây ra cái dẫn truyền có lút nhĩ thất nó khó khăn hơn, vì vậy cái khoảng RR nó sẽ là dài hơn. Và với cái mức 2,8 ở bệnh nhân dung nhĩ, người ta chịu cái cung lượng thấp, cung lượng tim thấp quen ấy, thì mình vẫn có thể dùng được chạy beta như ý kiến của tiến sĩ Thủy. Mình vẫn có thể dùng liều thấp và mình tăng dần, cũng như là mình theo dõi các cái triệu chứng của bệnh nhân. Nếu như mà các bạn thấy chậm hơn hoặc cái hôn tơ này nó chậm nữa chẳng hạn, thì nó nhiều cái thành phần nhịp chậm thì mình sẽ có thể dừng lại sau, nhưng mà hiện tại với tình trạng hiện tại thì mình vẫn có thể dùng được. Em chiếu lại cái phần dẫn truyền lệch hướng xem. Cái phần mà nghi là ngoại âm thu thất. Thì đối với dung nhĩ thì nó rất hay gặp các cái dẫn truyền lệch hướng nhiều hơn, và nhiều trường hợp chúng ta lại phải đình chỉ cái chuyện dùng digoxin ấy, vì mình nghĩ đây là ngoại âm thu thất. Thế nhưng mà cái này thì chúng ta nhìn ở cái chuyển đạo V1 thì nó giống như dạng block nhánh phải ấy. Thế ra là cái này mình phải nghĩ đến đây là dẫn truyền lệch hướng, và mình nếu mà có cần dùng digoxin thì không phải là cứ chống chỉ định. Em xin hết ạ.
Các bạn có nghe rõ không? Các bạn có ý kiến gì không ạ? Dạ, em xin cảm ơn ý kiến của các thầy cô ạ. Em xin có một câu hỏi thêm ạ. Ở bệnh viện em thì rất hay gặp các bệnh nhân có suy tim dung nhĩ hoặc là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới trên nền bệnh nhân suy thận lọc máu chu kỳ. Thì em xin hỏi về kinh nghiệm dùng chống đông trên bệnh nhân, những trường hợp bệnh nhân này của các thầy cô ạ. Mời tiến sĩ Thủy. Đối với những bạn nhắc lại câu hỏi, tức là những bệnh nhân mà có suy tim đúng không ạ, có dung nhĩ mà chạy thận chu kỳ đúng không ạ, và các bạn hoặc là huyết khối tĩnh mạch sâu dưới ạ, hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, thì ta sẽ đối với những cái bệnh nhân ấy, mà câu hỏi đầu tiên là đối với những trường hợp bệnh nhân có suy tim dung nhĩ mà chạy thận chu kỳ, thì việc sử dụng chống đông thì đối với những bệnh nhân chạy thận chu kỳ thực tế ra là về kinh tế thì người ta cũng rất là khó khăn, thì cho ưu tiên ta sẽ dùng kháng vitamin K, bởi vì là số tiền người bệnh nhân chi trả nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, và cái số tiền còn lại thì người ta sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân trong cái quá trình người ta chạy thận, thì sẽ ưu tiên là lựa chọn kháng vitamin K. Còn cái trường hợp thứ hai, đối với những bệnh nhân suy tim mà có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, thì ta sẽ lựa chọn, nếu mà được, nếu bệnh nhân điều kiện kinh tế cho phép, thì ta sẽ sử dụng những thuốc chống đông thế hệ mới, thì nó sẽ giảm thiểu được cái biến chứng và cũng dễ đỡ phải theo dõi cái tỷ lệ INR thường xuyên hơn. Thì trong hai cái trường hợp này ta sẽ phân định nó khác nhau, bởi vì là cái chi trả ở hai cái trường hợp, hai đối tượng bệnh nhân thì nó khác nhau, thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi có ý kiến là như vậy ạ. Các bạn có ý kiến gì không? Dạ, em muốn hỏi là nếu mà mình đã dùng kháng Mika ấy ạ, thì thời gian dùng mình có cần lưu ý gì trên bệnh nhân lọc máu chu kỳ không ạ? Đối với trường hợp bệnh nhân đã lọc máu chu kỳ rồi thì thời gian tùy vào cái thời gian mình vẫn phải duy trì để kháng vitamin K, thì bao giờ mình theo dõi cái INR thường xuyên nhá, để đạt được cái ngưỡng INR từ 2 đến 2,5. Tuy nhiên thì trong quá trình bệnh nhân lọc máu thì tùy vào cái tất nhiên người ta dùng kháng vitamin K mà bệnh nhân đã lọc máu rồi thì ta cũng chả còn phải băn khoăn gì về cái chức năng thận của bệnh nhân nữa, bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo rồi mà. Nhưng mà cái INR thì nó vẫn thay đổi là thay tùy vào chế độ ăn và cái việc sử dụng thuốc của người bệnh á, thế nên là ta sẽ phải theo dõi INR thường xuyên á. Cũng nếu như mà trong cái giai đoạn đầu các bạn sẽ phải theo dõi trong vòng 2 đến 3 ngày đầu sau sử dụng để đạt được cái ngưỡng INR ổn định, hướng dẫn bệnh nhân cái chế độ ăn phù hợp, nhất là chế độ ăn rau và sử dụng các loại rau quả một cách hợp lý. Khi đạt ngưỡng INR ổn định rồi thì bệnh nhân có thể là một tháng ta cho bệnh nhân thử INR một lần cũng được ạ. Dùng bao nhiêu lâu? Ý các bạn định hỏi là dùng bao nhiêu lâu thì dừng, hỏi thì dừng hay là dùng như thế nào? Thế là thời điểm dùng ấy, ví dụ bệnh nhân là máu chu kỳ ở K3 ấy, nếu mà K4 ấy, nếu mà bọn em dùng vào buổi tối ấy, thì cái thời điểm mà mình vừa lọc máu xong mới đến thời điểm dùng thuốc ấy, nó hơi ngắn ấy. Thì sau khi trong khi lọc máu thì người ta đã có tiêm heparin rồi ấy, thì cái việc thời điểm mình dùng thuốc chống đông như thế thì mình còn cần lưu ý gì không ạ? Với kinh nghiệm lâm sàng khi mà tôi điều trị cho những bệnh nhân mà có chạy thận chu kỳ thì thực ra là nó cũng không quá phức tạp đâu, chỉ cần là bệnh nhân uống đúng giờ và bệnh nhân nhớ. Thì bạn cũng nên khuyên bệnh nhân là vào cái thời điểm nào mà bác có thể nhớ ra thời điểm uống thuốc, bởi vì đối với bệnh nhân chạy thận thì thực ra là ngày người ta đi chạy thận cũng rất là vất vả rồi, chỉ cần người ta nhớ được thời điểm uống thuốc. Nhưng thông thường thì mình khuyên bệnh nhân là uống thuốc vào buổi tối sau khi ăn, thì lúc đó bệnh nhân có thời gian hơn, vì trong ngày người ta đã đi chạy thận thật sự là rất là mệt mỏi rồi, chứ còn là cũng không phải bị lo quá về cái việc mà nó sẽ phối hợp với cả cái heparin trong cái lúc mà mình chạy lọc thận đâu. Vì là cái cơ chế của kháng vitamin K thì nó cũng thải trừ nó 24 giờ, nó cũng chậm, mà sau đấy nó còn chậm hơn nữa mà. Nên là mình các bạn cũng không cần phải băn khoăn quá, và nếu như các bạn có lo quá thì thời gian đầu các bạn theo dõi sát INR hơn. Còn lại thì nhớ một điều đối với bệnh nhân chạy thận chu kỳ mà dùng kháng vitamin K, đó là lưu ý bệnh nhân về cái thời điểm uống thuốc là nhớ uống thuốc đều đặn và uống thuốc đúng giờ, và chế độ ăn đối với người bệnh thôi ạ. Phần này bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Mời tiến sĩ ạ. Dạ, em xin cảm ơn ý kiến của các thầy cô, em không có câu hỏi gì nữa. Vâng, cảm ơn các bạn đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Bây giờ đến cái bệnh án cuối cùng của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Xin mời kết nối với Cẩm Phả.
À, các bạn bệnh viện Đa khoa Phố Nối tắt cái share màn hình và tắt kết nối đi ạ. Yeah.